chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong lịch sử, hoạn quan chỉ được xem là kẻ hạ đẳng, phục dịch trong chốn hoàng cung. Nhưng nếu là thiên tài, thì từ hoạn quan vẫn có thể trở thành anh hùng kiệt xuất. Trong sử Việt đã xuất hiện một người như thế, đó chính là Lý Thường Kiệt. Mặc dù có nhiều người phục cái tài của Lý Thường Kiệt, ngưỡng mộ những công trạng mà ông đã lập cho đất nước, nhưng cũng có không ít những nho gia đã khinh bỉ ông chỉ là một hoạn quan. Để biết được Lý Thường Kiệt có đáng phải nhận thái độ khinh bỉ của các nho gia dành cho ông hay không, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về nhân vật này. Lý Thường Kiệt sinh năm 1019, mất năm 2005, là nhà quân sự, nhà chính trị thời nhà Lý nước Đại Việt, làm quan ba triều vua Lý Thái Tông, Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông. Ông nổi bật với việc chinh phạt Chiêm Thành năm 1069, đánh phá ba châu Khâm, Ung, Liêm, nước Tống năm 1075, năm 1076, rồi đánh bại cuộc xâm lược Đại Việt của quân Tống do Quách Quỳ, Triệu Tiết chỉ huy năm 1077. Ông đã làm tể tướng hai lần dưới thời Lý Nhân Tông và là một trong ba người phụ chính khi vua này còn nhỏ tuổi. Thứ nhất, thiên tài được báo trước. Cháu năm đời của Ngô Quyền là Ngô An Ngữ làm tướng quân dưới thời Lý Thái Tổ, gia đình ông phường Thái Hòa, ngay trước cửa Tây thành Thăng Long. Trong quyển sách kể chuyện các quan thái giám trong lịch sử Việt Nam có ghi chép rằng, một hôm vợ của Ngô An Ngữ là bà Hàn Diệu Chi gặp một ông lão, nhìn thấy Hàn phu nhân. Ông lão mừng rỡ nói rằng, đêm trước lão xem thiên văn thấy một ngôi phúc tinh xà xuống khu vực này nên định bụng sáng ra đi xem. Nay gặp phu nhân, lão đã hiểu rõ sự tình. Xin chúc mừng phu nhân, phu nhân sắp có tin vui rồi. Nhìn sắc mặt dáng vẻ và cốt cách của phu nhân, lão đoán chắc phu nhân sẽ sinh quý tử. Đây là một người con tuấn kiệt, uy danh lừng lẫy, không chỉ mang lại vinh quang cho dòng họ Ngô mà còn phúc tinh của nước Nam này nữa. Đang nói chuyện vui vẻ, bỗng ông lão ngập ngừng có vẻ khó nói, duy chỉ có một điều. Hàn phu nhân gặng hỏi mãi, ông lão mới nói rằng, duy chỉ có một điều e ngại không có con nối dõi. Nói xong, sợ Hàn phu nhân buồn bã, ông lão an ủi, nhưng dù chẳng có người nối dõi thì tiếng thơm muôn thuở cũng không dòng họ nào sánh kịp. Hàn phu nhân ngẩn ngơ với những lời của ông lão, ngoảnh lại đã thấy ông lão đi mất rồi. Không lâu sau, Hàn phu nhân có mang rồi hạ sinh được một bé trai khôi ngô tuấn tú. Chỉ vài ngày sau khi sinh đứa bé, đã nhận biết được cha mẹ, lại rất lanh lợi, Ngô An Ngữ quý lắm, đặt tên cho con trai là Ngô Tuấn với mong muốn sau này con sẽ trở thành một người tài ba tuấn kiệt. Thứ hai, tinh thông binh thư kim cổ. Năm Ngô Tuấn 13 tuổi thì cha mất, được người chú rể là Tạ Đức đón về nuôi nấng, học tập đầy đủ cả văn lẫn võ. Ban ngày thì học cưỡi ngựa bắn cung, lập doanh bày trận. Đến tối lại nghiên cứu các binh thư kim cổ cùng sách nho gia, Phật gia đủ cả. Yêu mến đứa cháu có chí hướng, Tạ Đức còn đem cô cháu gái tên là Tạ Thuần Khanh gả cho Ngô Tuấn. Năm 17 tuổi thì Ngô Tuấn mất mẹ. Sau đó con đường sự nghiệp được khởi đầu bằng chức kỵ mã hiệu úy, một chức quan nhỏ trong lực lượng kỵ binh của quân đội. Dù đã có vợ nhưng Ngô Tuấn suốt ngày nghiền ngẫm binh thư nên ít có thời gian để ý đến vợ. Vì thế mà suốt mấy năm liền vẫn chưa có con. Thứ ba, diện kiến nhà vua. Càng lớn thì ai cũng thích được chơi với Ngô Tuấn vì dáng vẻ khôi ngô và sự tài giỏi. Năm 1041, vua Lý Thái Tông trong khi đi săn đã tình cờ gặp chàng kỵ mã Ngô Tuấn. Vua lấy làm yêu mến tài năng của Ngô Tuấn nên rất muốn được ông nhập cung hầu cận. Nhưng nếu như thế thì phải tự yếm. Nhưng biết Ngô Tuấn đã có gia đình nên nhà vua nói, ta thấy ngươi hình dung mạo tuyệt vời, lại cưỡi ngựa bắn cung giỏi. Ta rất muốn bổ ngươi vào ngạch thị vệ để luôn hầu cận bên ta. Nhưng muốn vào cung, ngươi phải tự yếm. Tuy nhiên, ta biết ngươi đã có gia đình, vậy ngươi hãy tự quyết chứ ta không ép. Ngô Tuấn xưa nay rất chăm chỉ học hành, nghĩ rằng đây là dịp tốt để có cơ hội dùng đến tài năng và kiến thức mà ông đã có được nên bằng lòng với vua. Ngô Tuấn về bàn với vợ, quyết định vào cung, còn vợ sẽ đi tìm hạnh phúc khác. Tạ Đức khi biết tin dữ cũng giận lắm, nhưng nghĩ lại là ý vua cũng khó từ chối, nên ông cũng đứng ra giúp đỡ Ngô Tuấn giải quyết chuyện vợ mình để nhập cung. Và từ đó, Ngô Tuấn trở thành thái giám trong cung đình. Thứ tư, đổi sang họ vua. Ban đầu Ngô Tuấn chỉ là một thái giám làm việc lặt vặt hầu cận bên vua, nhưng với tài năng của mình,
ông đã lập được nhiều công lao và nhanh chóng chiếm được tình cảm trong quý tộc nhà Lý. Vì thế, nhà Lý quyết định đổi ông từ họ Ngô sang họ Lý, tức mang họ của vua, với tên gọi là Thường Kiệt. Bắt đầu từ đấy, Lý Thường Kiệt đã ghi dấu tên tuổi của mình vào lịch sử. Với tài năng kiệt xuất, ông nhanh chóng được thăng đến chức Bổng Hành Quân Hiệu Úy, một chức võ quan cao cấp của triều đình. Năm 1053, ông được phong làm nội thị sảnh Đô Chi khi mới 35 tuổi. Thứ năm, những chiến công rạng danh lịch sử. Phía Nam đánh Chiêm Thành, bắt vua Chiêm Thành. Năm 1061, người Mường ở biên giới Thanh Hóa, Nghệ An quấy rối, Lý Thường Kiệt được lệnh đi dẹp loạn. Thế nhưng, ông chủ trương không dùng bạo lực mà cố gắng thu phục nhân tâm. Từ đó, ông đã thu phục được dân Mường, giúp ổn định vùng biên giới phía Nam. Năm 1064, vua Chiêm Thành là chế cử, xây dựng quân đội mạnh mẽ, liên minh với nhà Tống tiến đánh Đại Việt. Lúc này, Đại Việt gặp nguy khi phía Bắc bị Tống uy hiếp, phía Nam Chiêm Thành cũng lăm le xâm phạm. Để phá thế liên minh Tống Chiêm, vua Lý Thanh Tông quyết định đem binh tiến đánh Chiêm Thành trước. Tháng 2 năm 1069, vua Lý Thanh Tông dẫn 5 vạn quân theo đường thủy tiến đánh Chiêm Thành. Lý Thường Kiệt được cử làm tướng đi tiên phong. Mọi việc ở nhà giao cho Nguyên Phi Ỷ Lan Nhiếp Chính, Thái sư Lý Đạo Thành trợ giúp. Thủy quân vua Lý đến Nhật Lệ thì gặp quân Chiêm Thành đánh chặn nhưng bị quân Đại Việt đánh bại. Quân Việt không đổ bộ vào Nhật Lệ mà theo đường thủy thẳng tiến vào kinh đô Chiêm Thành là Phật Lệ thuộc tỉnh Bình Định ngày nay. Quân Chiêm trên sông Tu Mao chặn quân Đại Việt. Tướng tiên phong Lý Thường Kiệt cho quân tiến đánh bại quân Chiêm. Tướng chỉ huy quân Chiêm cùng 3 vạn quân bị tiêu diệt. Thừa thắng, Lý Thường Kiệt đem quân tiến thẳng vào kinh thành. Đang đêm chế cử bỏ trốn vào phía Nam, quân Đại Việt chiếm được kinh thành. Lý Thường Kiệt đưa quân đuổi theo vua Chiêm. Vua Chiêm chạy trốn sang biên giới với Chân Lạp thì không dám vượt sang vì có hiềm thù với Chân Lạp nên phải đầu hàng Lý Thường Kiệt. Sau đó vua Chiêm phải dâng 3 châu cho Đại Việt. Sau chiến công này, Lý Thường Kiệt được phong phụ quốc thượng tướng quân, tước khai quốc công. Không lâu sau, lại được thăng lên thái úy, nắm toàn bộ binh quyền cả nước. Phía Bắc tiến đánh đất Tống, đánh đến tận Ung Châu. Sau khi Lý Thanh Tông mất, vua Lý Nhân Tông lên ngôi mới ở 7 tuổi. Thái hậu Ỷ Lan nhận được từ khu mật viện báo quân Tống chuẩn bị kế hoạch đánh Đại Việt, quân Lương tập trung ở Ung Châu. Thái hậu Ỷ Lan nghĩ rằng phải tiến đánh Ung Châu trước khi quân Tống tiến sang. Bà bàn việc này với Lý Thường Kiệt và được ông ủng hộ. Kế hoạch đánh Ung Châu được tiến hành và đặt dưới sự chỉ huy của Lý Thường Kiệt. Năm 1075, quân triều đình của Lý Thường Kiệt cùng quân của các thủ lĩnh dân tộc thiểu số tiến đánh sang đất Tống. Tiến đánh Ung Châu được xem là một trong những chiến công hiển hách nhất trong lịch sử Việt Nam. Lấy tấn công trước để phòng thủ, quân Đại Việt chiếm nhiều châu trại trên đất Tống như Khâm Châu, Liêm Châu, Lộc Châu, Bạch Châu, Ung Châu. Quân Tống đại bại, hàng chục tướng nhà Tống bị tử trận. Trận đánh của Lý Thường Kiệt khiến nhà Tống mất mặt đến mức quyết định nhượng bộ Tây Hạ ở phía Tây, cắt đất dâng cho nước Liêu ở phía Bắc, nhằm huy động các cánh quân tinh nhuệ xuống phía Nam tiến đánh Đại Việt để phục thù. Cuộc chiến bảo vệ Giang Sơn. Đầu năm 1077, tướng Tống Quách Quỳ dẫn 30 vạn tiến đánh Đại Việt, trong đó 10 vạn quân chủ lực và 20 vạn quân phu phen. Lý Thường Kiệt chỉ huy toàn bộ quân Đại Việt bước vào cuộc chiến bảo vệ Giang Sơn. Quân Tống chia làm 2 đường thủy, bộ tiến đánh. Đường thủy quân Tống dùng hàng trăm chiến thuyền tiến đánh Đại Việt. Khi đến Đông Kênh thì bị thủy binh Đại Việt mai phục sẵn tiến đánh. Hàng trăm chiến thuyền quân Tống bị đánh chìm, hàng vạn quân Tống bị tiêu diệt. Tướng Tống là Dương Tùng Tiên phải cho các thuyền còn lại quay đầu bỏ chạy để tránh bị tiêu diệt hoàn toàn. Lý Thường Kiệt dùng quân chủ lực chặn quân Tống tại sông Như Nguyệt. Đây là con sông kéo dài chắn ngang đường tiến xuống phía Nam. Ông đã tính rằng quân Tống không còn thủy binh thì sẽ khó qua sông. Quách Quỳ chờ thủy binh không được đành tự đóng thuyền rồi cho quân vượt sông, nhưng lần nào cũng bị đánh bại. Phải ra lệnh không vượt sông nữa, cố thủ chờ thêm viện binh. Lý Thường Kiệt chờ cơ hội chín muồi thì cho quân vượt sông đánh Tống và thắng lớn. Lúc này, quân Tống đã bị tiêu diệt quá nửa, lương thực đã cạn. Lý Thường Kiệt liền cho người mang thư tới Nghị Hòa. Quân Tống đang tuyệt vọng nên đồng ý và rút quân về nước. Trong cuốn Nhị Trình Di Thư của nhà Tống có chép về việc này. May được lời giặc nói nhũn, liền nhân đó giảng hòa. Nếu không có lời quy thuận của giặc thì làm thế nào? Như vậy, đủ thấy tình trạng của quân Tống lúc bấy giờ. Sau khi quân Tống về nước, kiểm tra lại binh mã thì 10 vạn quân chủ lực chỉ còn 23.400 lính, 20 vạn phu phen còn lại chưa đầy một nửa.
Cuộc chiến của Lý Thường Kiệt và quân dân Đại Việt đã đập tan ý chí nam tiến của quân Tống, khiến nhà Tống từ đó không dám ngó ngàng giải đất phương Nam nữa. Thứ 6, Cúc Cung tận tụy đến chết mới thôi. Năm 1104, vua chiếm thành là Chế Mana, đem quân tiến đánh, chiếm lại các vùng đất mà vua Chế Củ đã nhượng lại cho Đại Việt trước kia. Lý Thường Kiệt lúc này đã 86 tuổi, vẫn cố gắng gượng dậy, đưa quân về phương Nam đánh bại chiếm thành. Chế Mana phải nộp lại đất cho Đại Việt. Sau chiến công này, sức khỏe Lý Thường Kiệt giảm nhiều do tuổi già, một năm sau thì ông mất. Lý Thường Kiệt sinh thời trong bối cảnh Đại Việt bị kìm kẹp giữa liên minh Tống Chiêm. Giang Sơn có thể bị mất bất kỳ lúc nào, thế nhưng sự xuất hiện của ông vào đúng thời điểm lịch sử này không chỉ giúp Giang Sơn Đại Việt được giữ vững, mà còn những cuộc tấn công Bình Chiêm phạt Tống của ông khiến bờ cõi được mở mang, Chiêm Thành quy phục, Tống Triều phải nể sợ. Đây là một con người tuấn kiệt, uy danh lừng lẫy, không chỉ mang lại vinh quang cho dòng họ Ngô mà còn là phúc tinh của nước Nam này nữa. Câu nói của vị cao nhân biết quan sát thiên tượng ngay khi Lý Thường Kiệt sinh ra đã trở thành sự thật. Trong thời điểm khó khăn, thiên thượng đã để ông giáng sinh ở nước Nam, để lại dấu ấn lịch sử sán lạn cho con dân Đại Việt. Thưa quý vị, đứng trên phương diện nhìn về lịch sử đã qua, cho dù Lý Thường Kiệt là hoạn quan với bất kỳ lý do nào khác, lòng tôn kính của hậu thế chúng ta với ông phải dựa trên những công trạng ông đã đóng góp cho đất nước. Trong đó, chiến công hiển hách nhất là đánh Tống để giữ vững nền độc lập cho nước Đại Việt. Công trạng đối với đất nước mới là điểm chính yếu xác định ai là anh hùng dân tộc, là người mà muôn dân phải luôn tôn kính và ghi nhớ. Chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mọi thắc mắc hay ý kiến đóng góp xin vui lòng bình luận dưới video. Đừng quên bấm yêu thích, đăng ký kênh và đón xem chương trình mỗi ngày. Thân ái hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.